Rồi, Di cô gái chào lại toàn thể quý anh em đam mê nha. Thì cái kênh YouTube của mình là chuyên về cô gái Malaysia nha anh em. Thì hôm bữa giờ mình lên mấy cặp chim non đó thì được khách chốt hết rồi nha anh em. Thì chim non của trại mình hiện tại bây giờ không còn nữa nha anh em. Chắc qua tuần sau mới có chim non nữa. Thì không để làm gián đoạn của YouTube của mình đó, thì mình quay một cặp chim này nó tầm 5 tháng cho anh em mình tham khảo nha. Cái hàng này dành cho anh em nào mà tin tưởng trại của mình nha anh em. Ưu tiên cho mấy anh em mà đã mua chim bên mình rồi đó. Thì hôm nay tiếp tục tham khảo cặp này nha. Cặp này á, là thổ đồng nha anh em. Nó trên Navi á, là mình nghe nó gái dân dân nó là thổ đồng. Con bố con mẹ nó là thổ đồng nha anh em. Thì quay cho anh em một cặp này chim nó tầm 5 tháng. Nó đang trong giai đoạn xuống lông đợt 2 nha anh em. Xuống lông đợt này là nó chơi mạnh nha anh em. Thì quay cho anh em mình tham khảo. Thì hôm bữa anh cũng có nhiều anh em á, hỏi mấy cặp chim mà 4-5 tháng đó. Thì hôm nay mình lên cho anh em mình tham khảo nha. Thì khi anh em mua chim bên mình là mấy cặp chim này mình bảo hành cho anh em một trống một mái, bảo hành chuẩn chim Malay, bảo hành có bài lối cho anh em nha. Thì những cặp chim này anh em mua về á, thì anh em được rút ngắn thời gian chăm sóc lại nha anh em. Những cặp chim này nó tầm 5 tháng rồi, về anh em là rất là lẹ chơi nha. Nó rút ngắn giai đoạn của anh em nuôi và chăm sóc lại nha. Cái tiền thì nó cũng không có cao hơn nhiều nha anh em. Đây, quay từng chi tiết cho anh em xem. Cặp chim là không có tật lỗi gì hết nha anh em. Chim nó là đang tình trạng thay lông lần 2 nha anh em. Thay lông lần này á, là nó xong đợt lông mà nó chơi mạnh lại đó nha anh em. Cặp này á, là bố mẹ dòng thổ đồng. Ở trên Navi á, thì ở đây mình cũng có nghe nó gái rồi, gái dần dẫn rồi mà mình chưa có xác định kỹ. Thì nghe thì cũng có bài lối, cũng có kèm, có dập đồ đầy đủ nha anh em. Tiếng thì nói chung lại cũng ổn định ok nha. Thì dòng chim này là dòng chim siêu gù bên trại mình nha anh em. Quay cho anh em mình tham khảo luôn. Những cặp chim mình để lại mình nuôi tầm 4-5 tháng, hôm nay mình ra như vậy á, là anh em cứ suy nghĩ đi. Mình không có tiễn mấy cặp dở lên mình nuôi đâu, toàn là mấy cặp VIP không mà nha anh em. Nên anh em nào mà muốn chơi thì cứ yên tâm về cái chất lượng nha. Cặp này là một trống một mái, một cặp riêng luôn nha anh em. Thì quay cho anh em mình tham khảo. Anh em nào mà quan tâm tin tưởng thì alo cho mình nha. Thì cặp chim này mình mong muốn giao lưu với anh em giá là 4 triệu nha anh em. Anh em nào mà chơi những dòng chim bên mình rồi á, bên trại mình rồi á, thì anh em biết dòng chim như thế nào đó. Thì một cặp này á, là nó tầm 4 tháng mấy, 5 tháng. Những cặp chim này nói chung lại mình tính để lại, mình đào tạo mồi mình mới bán đây. Nhưng mà hôm nay mình đã mua được con chim giống rồi. Thì nói chung lại cũng mua con chim giống cũng nhiều tiền đó anh em. Nên là mình muốn chia bớt mấy cặp này nha. Quay cho anh em mình tham khảo. Anh em nào có quan tâm tin tưởng thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Còn anh em nào không tin tưởng thì xem vui vẫn được nha. Chứ mình cũng không có ép anh em hay là bắt buộc anh em cái gì hết. Nên anh em khỏi bình luận này kia rồi nha. Cho nó dễ. Thì nói chung lại mấy cái chim, dòng chim của mình á, mình bán cho anh em mà anh em trải nghiệm qua rồi thì anh em biết cái dòng chim của mình như thế nào đó. Bài lối, bài bản rồi nói chung lại nước chơi cũng đầy đủ ok nha anh em. Chứ không phải là mình bán mấy cái chim tào lao với đao cho anh em đâu. Nên anh em cứ yên tâm về chất lượng nha. Bảo hành một trống một mái cho anh em, bảo hành chuẩn chim Malay. Mấy cặp này á, lại về anh em rút ngắn thời gian của chăm sóc lại rất là nhiều nha. Chim này nó là nó tơ đàng hoàng luôn nha anh em. Nó tầm 5 tháng thôi. Quay cái chân cho anh em nhìn là anh em biết nó tơ liền. Tình trạng chim nó là không có tật lỗi gì hết. Cái con bên tay phải đây là mình nghiêng con trống nè. Mình thấy nó chơi cũng khá là mạnh, khá là ổn định rồi. Thì quay cho anh em mình tham khảo. Anh em nào mà hôm bữa hỏi chim tơ đó, chim tơ cặp đó, anh em lúc trước mình cũng có bán nhiều rồi nha. Nhưng mà sau này không có còn chim tơ cặp nữa, nên là mình lên chim non. Nhưng mà hiện tại chim non có trại mình bây giờ là nó qua tuần sau nó mới biết ăn, mới biết giao, mới giao cho anh em được nha. Nên mình quay một cặp này cho anh em mình tham khảo nha. Một cặp này là hàng rất là tiễn nha anh em. Mình tiễn lại được chỉ có 3-4 cặp VIP là mình để lại. Nhưng mà giờ thì nói chung lại cũng nhiều chim rồi đó anh em. Nên muốn chia cho anh em nào mà quan tâm tin tưởng dòng chim bên trại mình nha.
chim thì không có tật lỗi gì hết, anh em mà cứ yên tâm nha. Nó đang thai lông nha anh em. Cặp chim này tướng tá, anh em nhìn ngoài rất là ok, ổn định nha. Tình trạng chim á là đang thai lông. Khi mà xong đợt lông này lại là nó chơi lại là ok, ổn định đàng hoàng nha anh em. Thì bên mình ngoài cung cấp chim ra, mình cũng có bán giò bẫy nha anh em. Giò bẫy cu nha. Loại tàn hình cho anh em mình tham khảo, anh em nào tin tưởng thì alo cho mình nha. Ngoài những cặp chim này ra thì mình còn chim non. Chim non thì mình đã nói rồi, qua tầng mới giao được nha anh em. Giờ thì chim chưa biết ăn, qua tầng mới giao được. Thì anh em có cần chim cặp hoặc là chim trống lẻ, trống tơ đồ thì anh em cứ alo cho mình nha. Bên mình là đầy đủ nha anh em. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây nha. Ở đây cũng còn được cặp tơ nè. Đó. Còn con bên đây là trống lẻ nè. Đó, quay cho anh em mình xem. Mình chỉ để lại được mấy cặp tơ. Rồi, anh em nào mà tin tưởng thì alo cho mình nha. Mình cảm ơn quý anh em đã xem clip nha. Mình kết thúc clip ở đây nha anh em.